Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho rằng là vụ nổ do tên lửa rơi vào làng Sevodu của Ba Lan gần biên giới Ukraine có khả năng do hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraine gây ra. Phát biểu sau cuộc họp của các đại sứ NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết một cuộc điều tra về vụ rơi tên lửa đang được triển khai, nhưng không có dấu hiệu cho thấy đây là vụ tấn công có chủ đích. Ông Stoltenberg cũng nêu rõ, vụ việc không khiến NATO phải thay đổi những đánh giá về những mối đe dọa với các nước thành viên của khối. Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Ba Lan. Trong khi đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng vụ nổ có nhiều khả năng là do một tên lửa được các lực lượng của Ukraine sử dụng. Ông Duda nêu rõ không có dấu hiệu nào cho thấy đây là vụ tấn công có chủ đích nhằm vào Ba Lan và gọi đây là vụ tai nạn đáng tiếc. Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh của nước này chia sẻ tất cả các dữ liệu về vụ rơi tên lửa tại Ba Lan. Thưa quý vị, sau 3 ngày họp đầu tiên của tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29, các quan chức cấp cao đã kết thúc các phiên thảo luận với việc nhất trí đưa ra dự thảo các mục tiêu Bangkok đối với mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh của nước chủ nhà APEC 2022 Thái Lan. Dự thảo các mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh BCG bao gồm 4 nội dung chính: hành động chống biến đổi khí hậu, bao gồm việc trung hòa khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đầu tư và thương mại bền vững, bảo vệ sử dụng bền vững và quản lý môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bao gồm đa dạng sinh học và tiết kiệm tài nguyên và quản lý rác thải bền vững tiến tới không rác thải. Tại các phiên họp, các đại biểu 21 nền kinh tế thành viên APEC dành nhiều thời gian thảo luận về an ninh lương thực và an ninh năng lượng, hai vấn đề ngày càng trở nên cấp bách trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay. Một số giải pháp đã được nêu ra, ví dụ như giúp người dân địa phương cải thiện việc sản xuất lương thực, hỗ trợ nông dân tiếp cận dễ dàng hơn các nguồn tài chính và công nghệ trong việc sản xuất lương thực. Các quan chức cấp cao APEC cũng lưu ý đề xuất của Thái Lan về việc trao giải thưởng APEC sinh học tuần hoàn xanh thường niên nhằm vinh danh những cá nhân và tổ chức đã có những giải pháp cụ thể để hiện thực hóa mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh nhằm đạt được tăng trưởng bền vững và bao trùm. Các mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế BCG cùng với những nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững hiện nay của APEC và giải thưởng BCG hàng năm sẽ thể hiện di sản quan trọng của nước chủ nhà Thái Lan trong năm APEC 2022. Các mục tiêu Bangkok cũng được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng để các nền kinh tế thành viên APEC bắt đầu chuyển đổi mạnh mẽ hướng tới các mô hình kinh tế bền vững hơn. Tuấn Anh, phóng viên Truyền hình Nhân dân, đưa tin từ Bangkok, Thái Lan. Tổng thống Mỹ Joe Biden, người của Đảng Dân Chủ, ngày 16 tháng 11 đã chúc mừng Đảng Cộng Hòa giành đa số tại Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ cuối tuần qua. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden khẳng định ông sẽ hợp tác với các nghị sĩ Cộng Hòa để phụng sự người dân Mỹ. Đảng Cộng Hòa đã giành được 218 trên tổng số 435 ghế tại Hạ viện, đạt ngưỡng tối thiểu cần thiết để kiểm soát cơ quan lập pháp này. Chiếc ghế thứ 218 cho Đảng Cộng Hòa được quyết định bởi chiến thắng của hạ nghị sĩ đương nhiệm tại California là Mike Garcia tại khu vực quốc hội số 27. Trong diễn biến khác, ông Mitch McConnell đã tái đắc cử vị trí lãnh đạo phe Cộng Hòa tại Thượng viện. Ông Mitch McConnell, 80 tuổi, là thượng nghị sĩ lâu năm của Đảng Cộng Hòa, đại diện cho bang Kentucky. Bối cảnh khu vực và thế giới đang khiến cho Australia và Ấn Độ ngày càng xích lại gần nhau hơn sau khi quan hệ song phương nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2000. Trong năm tới, thì quan hệ giữa Australia và Ấn Độ sẽ tiếp tục được nâng cao. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, vào tháng 3 năm tới, ông sẽ tới thăm Ấn Độ cùng với một phái đoàn các doanh nghiệp của nước này. Trong chuyến đi, hai nước sẽ nâng cấp quan hệ từ đối tác chiến lược toàn diện lên một mức mới. Không chỉ tới Ấn Độ một lần trong năm 2023, Thủ tướng Albanese sẽ tiếp tục quay trở lại Ấn Độ vào cuối năm nay để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Về phía Ấn Độ, năm 2023, Thủ tướng Narendra Modi cũng sẽ tới Australia để tham dự hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ. Trong thời gian ở Australia, Thủ tướng Ấn Độ sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Australia. Tuyên bố của Thủ tướng Australia Albanese cho thấy quan hệ giữa nước này với Ấn Độ đang được hai nước đẩy mạnh nhanh chóng. Không chỉ trong khuôn khổ Bộ Tứ, quan hệ song phương giữa Australia và Ấn Độ đang được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị cho tới an ninh, quốc phòng, kinh tế, giao lưu nhân dân. Ngày 16 tháng 11, Chủ tịch Cuba đã rời La Habana, bắt đầu chuyến công du tới Algeria, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Chuyến công du kéo dài tới ngày 27 tháng 11 của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhằm giải quyết các vấn đề thiết yếu liên quan cơ bản đến lĩnh vực năng lượng, với mục tiêu trước mắt tìm kiếm các giải pháp thay thế để củng cố mạng lưới điện lỗi thời của Cuba.
Điện Kremlin và đại sứ Cuba tại Nga cũng thông báo Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới tại Moscow. Điện Kremlin cho biết các cuộc tiếp xúc giữa hai nguyên thủ quốc gia đang được chuẩn bị. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đài tưởng niệm lãnh tụ cách mạng quá cố của Cuba, Fidel Castro, sẽ được khánh thành tại Moscow. Ngày 16 tháng 11, Tổng thống đắc cử Brazil Lula da Silva cam kết sẽ chấm dứt tình trạng tàn phá rừng Amazon và sẽ đưa quốc gia Nam Mỹ này trở lại trung tâm thảo luận về vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Phát biểu khi tham dự hội nghị COP27 tại Ai Cập, Tổng thống đắc cử của Brazil Lula da Silva cho biết, trong 3 năm đầu tiên dưới thời của Tổng thống Jair Bolsonaro, diện tích rừng Amazon bị tàn phá đã tăng tới 73%, đồng thời khẳng định tình trạng này cần phải chấm dứt ngay lập tức, và chính phủ mới sẽ đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm môi trường sau một thời gian liên tục gia tăng một cách đáng lo ngại. Tổng thống đắc cử của Brazil cũng nhấn mạnh cam kết thành lập một bộ của các dân tộc thổ dân, vốn là những người phải chịu đựng nhiều nhất những tác động của tình trạng tàn phá rừng và các loại tội phạm môi trường khác, để chính họ là những người đưa ra những đề xuất với chính phủ về những chính sách bảo vệ những khu vực mà họ sinh sống. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.